Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi lần khi tôi đọc bài tin mừng theo Thánh Marco hôm nay, tôi lại nhớ bài giảng của cha cựu giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, cha Cao Đình Trị, khi lớp tôi gồm 14 anh em khấn lần đầu, ngài giảng bài giảng về tin mừng hôm nay. Đó là anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì đây để được sự sống đời đời? Trước bài giảng, cha cựu giám tỉnh Giuse Cao Đình Trị, bây giờ ngài đã mất, ngài đã về với Chúa 7-8 năm nay. Ngài cảm ơn cha mẹ của chúng tôi đã dâng con cho Chúa. Và ngài nói: các anh đi theo Chúa hôm nay tuyên khấn lần đầu tiên trong nhà dòng, các anh giống anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu và đến để thưa với Chúa Giêsu muốn đi theo Chúa và muốn sự sống đời đời. Anh thanh niên trong bài tin mừng phần cuối, anh sa sầm nét mặt và bỏ đi. Còn các anh em ở đây khác với anh thanh niên trong bài tin mừng, các anh đã dứt khoát từ bỏ mọi sự để tuyên khấn trong dòng Chúa Cứu Thế. Bài giảng của cha cựu giám tỉnh rất là lâu năm, khoảng hơn 20 năm nay, tôi vẫn còn nhớ và rất là đánh động. Và tôi nhớ từng lời, từng chữ của cha cựu giám tỉnh trong bài giảng đó, và tôi đem ra thực hành trong đời sống tu sĩ linh mục của tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu lên đường thì có một người chạy đến và anh ta quỳ trước mặt Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Câu hỏi của anh rất là hay. Anh là người nhân lành, anh là người tốt lành, vì anh muốn được gia nghiệp, muốn được sự sống đời đời, làm gia nghiệp. Chắc trong cuộc sống anh ta cứ băn khoăn suy nghĩ về đời sau, về cuối hành trình cuộc đời này, và anh muốn được có sự sống đời đời, làm gia nghiệp, nên anh đến hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nói tiếp: hẳn anh biết các điều răn, đó là chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: thưa thầy, các điều răn, tất cả các điều đó tôi đã làm. Anh ta là người tốt lành, anh ta là người tuyệt vời. Nếu chúng ta so với từng người chúng ta nhìn anh ta là người tốt, các điều đó anh đã thực hành. Nhưng mà Chúa Giêsu dẫn anh ta đi xa hơn và ngài nói: anh còn thiếu một điều nữa, đó là anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Chúa Giêsu nói anh ta bán tất cả mọi sự rồi đến theo tôi. Trong bài giảng của cha cựu giám tỉnh nói: anh em là những người đã dám rời bỏ gia đình và những gì anh em muốn, anh em đến theo Chúa trong nhà dòng. Anh hãy bán tất cả
những gì anh có và đến theo tôi. Chúng ta là những người đi theo Chúa. Chúng ta suy nghĩ chúng ta đang chiếm hữu những gì. Chúng ta là con người, chúng ta muốn chiếm hữu lắm. Chúng ta cứ nhìn, chỉ cần nhìn một em bé thôi, nó mới sinh ra, nó cũng muốn chiếm hữu. Chúng ta thấy nó hay để cái ngón tay nó mút đó, là muốn chiếm hữu. Nó mút cả ngón chân. Chúng ta cứ suy nghĩ xem, ngay cả bản thân tôi và anh chị em, chúng ta muốn chiếm hữu nhà cửa lớn, muốn chiếm hữu tiền của và những gì mình có, mình đã có rồi, mình muốn chiếm thêm nữa. Mình muốn, tiếng Anh gọi là possession, chúng ta muốn chiếm hữu. Chúng ta có rồi, đủ rồi đấy, chúng ta còn muốn hơn nữa. Chúa Giêsu bảo với anh kia và với chúng ta, hãy bán tất cả những thứ đó để đến đi theo tôi, và chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Anh thanh niên, cái người trong bài tin mừng, anh ta sa sầm nét mặt, anh ta buồn lắm vì anh ta có nhiều của cải. Anh ta không dám bán những gì mình có, anh ta dám cho người khác những gì mình có để đến đi theo Chúa, nên anh ta đã sa sầm nét mặt vì anh ta có nhiều của cải. Chúng ta có giống cái người trong bài tin mừng hôm nay không? Khi Chúa nói với chúng ta, hãy giúp đỡ người khác, hãy bán những gì mình có để cho người nghèo, chúng ta có sa sầm nét mặt không? Chúng ta có bỏ đi không? Hay là chúng ta dám bán những gì mình có để chúng ta đến đi theo Chúa? Trong bài đọc thứ nhất trong sách Khôn Ngoan cho chúng ta một hướng đi rất là tuyệt vời, đó là chúng ta xin Chúa cho chúng ta đức khôn ngoan, vì đức khôn ngoan quý trọng hơn cả vương trượng ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan trong bài đọc thứ nhất viết hoa, đức khôn ngoan đây chính là Thiên Chúa. Tất cả vàng bạc vương trượng chẳng là gì nếu chúng ta có được Thiên Chúa. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được gì với đức khôn ngoan, vì vàng trên cả thế giới so với đức khôn ngoan cũng chỉ là cát bụi. Tất cả mọi sự trên trần gian này cũng chỉ là cát bụi. Vấn đề là chúng ta chiếm hữu được đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Đức khôn ngoan chính là Thiên Chúa. Tôi đã ham chuộng đức khôn ngoan hơn cả sức khỏe và sắc đẹp, đã quý đức khôn ngoan hơn ánh sáng vì vẻ rực rỡ của đức khôn ngoan. Chúng ta hãy xin Chúa mở lòng chúng ta ra để chúng ta biết cho đi hay là không chiếm hữu những gì nó làm tâm hồn chúng ta, làm con người chúng ta đầy, không có nơi để chúng ta để cho Thiên Chúa hiện diện. Chúng ta hãy bán những thứ đó đi, những gì là chật hẹp, tâm hồn hạn hẹp nơi cõi lòng của chúng ta, cái tham sân si nơi cõi lòng của chúng ta, những gì cản trở chúng ta đến với Thiên Chúa, đó là của cải của chúng ta đó. Nó làm cản trở chúng ta đến gặp Đức Chúa. Nên ngày hôm nay chúng ta hãy xin Chúa mở lòng chúng ta ra để chúng ta có đức khôn ngoan của Đức Chúa, để chúng ta dám từ bỏ những gì làm cản trở chúng ta đến với Thiên Chúa của chúng ta, nhất là chúng ta
theo Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dẹp bỏ con người ích kỷ, con người tham những gì, cái gì cũng tham, làm cõi lòng ta đầy tràn. Chúng ta luôn suy nghĩ về tiền tài, của cái, dục vọng, tham ô, tham nhũng, những gì đó làm đầy tràn con người chúng ta, nơi tâm trí của chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ về những điều đó, về những gì chúng ta có thể chiếm được, nên không còn chỗ để cho Chúa hoạt động. Ngày hôm nay chúng ta xin Chúa đến lấy đi. Và Chúa cũng đòi hỏi những môn đệ của Chúa đi theo Chúa không chỉ là ở với Chúa, nhưng mà cũng phải biến đổi ngày mỗi ngày để thanh luyện con người chúng ta, để chúng ta trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Đó là người có Chúa, người dám hy sinh tất cả như Thầy của chúng ta, Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã vâng lời Chúa Cha, hủy mình ra không? Phận là phận Thiên Chúa, uy quyền, nhưng mà Ngài đã hủy mình ra, chết trần trụi trên cây thập giá. Chúng ta hãy trần trụi con người của chúng ta, để ơn của Chúa thánh hóa chúng ta. Ơn của Chúa làm cho chúng ta sáng, làm chúng ta dám theo Chúa, dám ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Vì khi chúng ta để rất nhiều thứ nó chiếm hữu con người chúng ta, như Chúa nói đoạn sau, Chúa nhìn các tông đồ, các môn đệ, và Chúa nói đó, những người có của khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Giàu có là những cái tham sân si của chúng ta đó, những cái gì cản trở của chúng ta đến với Thiên Chúa đó. Chúng ta có một gương mẫu thật là tuyệt vời, đã dám từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa. Đó là Thánh Francisco Assisi. Ngài sinh ra trong gia đình giàu có, và tương lai của Ngài thật là sáng lạn. Ngài có quyền thế, có tiền tài, có mọi sự, nhưng mà khi nghe được tiếng Chúa gọi như người thanh niên hôm nay, thì khác có một điều, đó là thánh nhân dám về bán tất cả mọi sự, trả lại người cha những gì mình có để đi theo Chúa. Và nhờ cái sự từ bỏ đó, Ngài đã trở nên một vị thánh tuyệt vời. Ngài sống tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, và đem biết bao nhiêu những con người đến với Chúa, trở về với Chúa, và họ được lãnh nhận ơn cứu độ. Linh đạo của Ngài đó là yêu mến thập giá. Nếu Chúa Giêsu trần trụi trên cây thập giá chẳng có gì, Ngài yêu mến Chúa Giêsu nghèo khó đó, để Ngài sống một cuộc đời nghèo khó, đi chân đất, đi làm công việc tầm thường, lao động chân tay và rao giảng tin mừng. Nhưng mà nhờ đời sống trần trụi đó, nhờ đời sống nghèo khó đó, khiêm nhường đó, mà biết bao nhiêu người đã đến với thánh nhân, và Ngài đã đưa họ về với Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ những gì là cản trở chúng ta đến với Chúa, và xin cho chúng ta luôn sống đơn sơ, nghèo khó, để chúng ta dễ dàng gặp Chúa. Và chúng ta hãy học nơi Thánh Francisco, luôn sống nghèo khó, khiêm nhường, để làm chứng nhân cho Chúa và đem nhiều người về với Chúa. Amen.